Thưa quý vị và các bạn, theo dự thảo thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông do Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố, thì để đánh giá một giáo viên trung học phổ thông phải dựa vào 5 chuẩn và 15 tiêu chí. Đánh giá giáo viên bằng chuẩn nghề nghiệp và cạnh tranh của giáo viên cũng là cạnh tranh với chuẩn nghề nghiệp. Đó là cách để chuẩn nghề nghiệp đi vào cuộc sống của từng nhà trường và từng giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Theo dự thảo, 5 tiêu chuẩn để đánh giá một giáo viên trung học phổ thông được quy định khá chi tiết, từ phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, cho đến năng lực nghiệp vụ sư phạm, năng lực xây dựng, thực hiện môi trường giáo dục dân chủ và năng lực xây dựng các quan hệ xã hội. Trong đó, đáng chú ý là tiêu chuẩn giáo viên phải yêu thương, tôn trọng, thân thiện với học sinh, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, có năng lực sáng tạo cũng như năng lực đánh giá học sinh. Tại một số trường đại học của Việt Nam hiện nay, thì việc đánh giá giảng viên theo chuẩn mà nhà trường đưa ra cũng đã được thực hiện nhiều năm nay. Cứ một năm hai lần, sinh viên sẽ được phát phiếu lấy ý kiến phản hồi về chất lượng giảng dạy của giảng viên. Thông qua việc đánh giá này, chất lượng dạy và học được nâng lên khi thầy và trò tìm được tiếng nói chung. Khi mà bọn em nộp lại phiếu tín nhiệm cho các thầy cô thì các thầy cô sẽ đưa được đến tay của các giảng viên dạy bọn em ạ. Và từ đó thì từ những kỳ sau thì nếu như mà những cái gì mà tốt thì các thầy cô sẽ vẫn tiếp tục phát huy và làm tốt hơn. Còn những gì mà chưa được như mong muốn thì các thầy cô sẽ rút ra kinh nghiệm và từ đấy sẽ đưa ra cái phương pháp giảng dạy tốt hơn cho bọn em ạ. Là giảng viên đã đứng trên bục giảng hơn 30 năm nay, khi được hỏi việc đánh giá giảng viên có gây phật lòng hay rắc rối gì cho bản thân hay không, cô Nguyễn Thị Thanh Liêm, khoa dược trường Đại học Đại Nam cho biết. Tôi thì lại ngược lại không cảm thấy gì là phật lòng, bởi vì tôi rất muốn học sinh, sinh viên phản hồi lại cho tôi tất cả những cái nhận xét. Khi tôi giảng những lớp nào cũng vậy, có các em sinh viên ở đây, thì tôi đều nói với các em rằng cô giảng có được không, các em nghe có được không và các em theo dõi kịp không. Trưởng các khoa sau đó sẽ tiến hành là góp ý và họp với từng cá nhân, từng giảng viên một và đưa ra cái kế hoạch để mà bồi dưỡng cũng như là hoàn thiện những cái tồn tại để của giảng viên trong những kỳ học tiếp theo và khiến cho cái công việc cải thiện chất lượng của nhà trường cũng từ đó mà được nâng cao theo thời gian. Rõ ràng, việc đánh giá giảng viên hay giáo viên theo chuẩn là việc cần làm bởi nó mang lại lợi ích thực chất cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ở trong mỗi nhà trường và theo cách này sẽ tạo được sự cạnh tranh, sàng lọc lành mạnh, khách quan để sợ chuẩn sẽ không còn là cảm xúc của nhiều giáo viên.